chính bên The News của BT Group. Em là Nhật Linh, người sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước tiên, em xin phép được điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua, 15 tháng 9 trong phiên Á, giá vàng tiếp tục tăng lên 13 USD, sau đó giảm trở lại vào phiên Âu. Tuy nhiên, vào phiên Mỹ, giá vàng đã chịu áp lực giảm sau khi chỉ số sản xuất của Fed ở New York bất ngờ tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, cho thấy đà tăng trưởng của nhà máy ngày càng tăng. Chỉ số ngành sản xuất tháng 9 đã tăng từ 3,7 của tháng trước lên 17, vượt quá kỳ vọng của thị trường. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ của ngành sản xuất phục hồi nhanh chóng trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, đó là tin tức ảnh hưởng trong ngắn hạn đối với vàng. Còn về dài hạn, các tin tức sau vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo. Các nhà đầu tư đang rất chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang được tổ chức trong tuần này. Đây cũng là cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trước cuộc bầu cử của Mỹ vào tháng 11 tới. Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa và đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn trong tuần này. Điều này cũng làm tăng thêm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì mục tiêu lạm phát 2% trong một khoảng thời gian. Họ sẽ tăng cường mua các chính sách nới lỏng định lượng, vì vậy vàng vẫn sẽ được hỗ trợ trên cơ sở này. Về Brexit cũng tăng thêm rủi ro cho thị trường khi kết thúc ngày thứ hai, Quốc hội Anh đã thông qua đạo luật thị trường nội bộ. Liên minh châu Âu trước đây tuyên bố rằng dự luật của Johnson sẽ dẫn đến sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán thương mại và thúc đẩy Vương quốc Anh dẫn tới một Brexit cứng. Điều này làm tăng tính rủi ro của thị trường. Ngoài ra, xung đột biên giới Trung Ấn, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn đang là một yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Cuộc bầu cử của Mỹ sắp diễn ra, đây cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh tới giá vàng. Với dầu thô, bất chấp giá dầu suy giảm, Liên minh OPEC cộng do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thành lập và các đồng minh bao gồm Nga khó có thể công bố thêm các hạn chế đối với sản lượng dầu trong tuần này. Trong đợt cắt giảm sản lượng mới nhất, OPEC cộng đã giảm sản lượng xuống còn 7,7 triệu thùng một ngày, chiếm khoảng 8% nhu cầu toàn cầu, đồng thời yêu cầu Iraq và các nước khác phải sản xuất dưới hạn ngạch vào tháng 9 để bù cho lượng vượt hạn ngạch từ tháng 5 đến tháng 7. Cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Giám sát Bộ trưởng Hỗn hợp OPEC cộng GMMC sẽ được tổ chức vào thứ Năm, cũng sẽ không có khả năng đề xuất điều chỉnh mục tiêu sản xuất. Yếu tố hỗ trợ giá vàng, yếu tố hỗ trợ giá dầu chính là cơn bão nhiệt đới. Sally tấn công khiến 21% sản lượng khai thác dầu ở vịnh Mexico bị đình chỉ do bão đang đến gần. Hiện tại các yếu tố tạo áp lực cho giá dầu giảm đang đạt suy yếu nên giá dầu sẽ không còn cơ hội để giảm mạnh tiếp. Đối với USD, từ đầu tuần đồng USD đã bắt đầu suy yếu khi thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện chính sách ôn hòa trong cuộc họp chính sách tuần này. Ngoài ra, các tiến bộ trong tiến trình nghiên cứu vaccine và sớm đưa vào sản xuất nên đồng USD bị suy yếu. Tuy nhiên, khi chỉ số ngành sản xuất tháng 9 của Hoa Kỳ bất ngờ tăng mạnh đã khiến đồng USD được phục hồi. Ngày hôm nay, dự kiến đồng USD sẽ ít biến động do thị trường chờ đợi các tín hiệu từ cuộc họp FOMC vào 1 giờ sáng ngày thứ Năm. Đối với euro, bất chấp dữ liệu chỉ số tâm lý kinh tế riêng của Đức và Eurozone tốt hơn mong đợi, đồng euro vẫn bị áp lực khi đồng USD phục hồi. Ngày hôm nay không có tin tức nào liên quan tới đồng euro, nên xu hướng chính của euro vẫn sẽ phụ thuộc vào xu hướng của đồng USD. Đối với GDP, kể từ khi các cuộc đàm phán giữa Anh và EU thất bại, nguy cơ Brexit cứng tăng cao, đồng bảng Anh liên tục giảm điểm trong tuần này. Hiện thị trường đã tiêu hóa các tin tức đó nên bảng Anh tạm thời dừng xu hướng bị bán tháo. Tuy nhiên, yếu tố có thể khiến đồng bảng Anh tiếp tục bị bán ra chính là Ngân hàng Trung ương Anh có thể giảm lãi suất xuống âm 0,5% nếu Anh và EU thực sự không đạt được thỏa thuận nào. Thị trường lao động của Anh chuyển biến xấu vào mùa hè, ngay cả khi nền kinh tế dần dần mở cửa trở lại. Việc làm giảm 102.000 người, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 4, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 tăng lên 4,1% từ 3,9% của tháng trước. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi chỉ số CPI trong tháng 8 của Vương quốc Anh, dự kiến sẽ yếu hơn tháng 7. Vì vậy, xu hướng của GDP vẫn sẽ bị hạn chế tăng và sẽ thiên về xu hướng sideways hoặc giảm nhẹ. Cuối cùng là AUD và NZD. Đồng AUD và NZD đã được hưởng lợi từ dữ liệu kinh tế tốt lên của Trung Quốc. Doanh số bán lẻ tăng 0,5% so với cùng kỳ trong tháng 8 và sản xuất công nghiệp tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai con số đều cao hơn kỳ vọng, đặc biệt với doanh số bán lẻ đều báo cáo mức tăng đầu tiên vào năm 2020. Trước đó, trong biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Trung ương có vẻ sẽ duy trì ở chế độ chờ và xem trong tương lai gần và chưa cần tới các hỗ trợ kinh tế. Vì vậy, các đồng tiền hàng hóa như AUD và NZD vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ.
Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm qua. Tiếp theo sẽ là biên tập viên Phương Thảo cùng với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn những tin tức đáng chú ý đến từ biên tập viên Nhật Linh. Tiếp theo thì Phương Thảo xin điểm qua những thông tin kinh tế về vàng và USD trong ngày 16 tháng 9. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến tỷ giá ngoại tệ ngày 16 tháng 9. USD tăng nhẹ do bất ổn ở châu Âu. Tỷ giá ngoại tệ ngày 16 tháng 9 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trở lại do Mỹ công bố một số dữ liệu kinh tế tích cực và châu Âu gặp bất ổn liên quan tới vấn đề Brexit. Đầu phiên giao dịch ngày 15 tháng 9 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bảng xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 93,12 điểm. Đồng Euro và đồng bảng Anh giảm khá mạnh sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cáo buộc với Liên minh châu Âu đang chĩa súng vào nước Anh để gây sức ép trong đàm phán thương mại. Ông này lên tiếng bảo vệ dự định vi phạm thỏa thuận Brexit ký với EU vào cuối năm 2019, khi cho rằng điều đó là cần thiết để chống lại khẩu súng mà phía EU đang chĩa súng vào Anh. Theo ông Johnson, vài tháng qua thì phía Anh có ý định sử dụng điều khoản về phía Bắc Ireland để đẩy các cuộc đàm phán giữa hai bên về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit đi đến ngưỡng cực đoan và ép buộc phía Anh chấp nhận các điều khoản do EU đưa ra. Đồng bảng Anh cũng chịu áp lực từ phía thị trường. Lao động của Anh chuyển biến xấu hơn vào mùa hè, ngay cả khi nền kinh tế đang dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên thì đồng USD cũng chịu áp lực bán ra do giới đầu tư cũng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ lập lại thị trường chính sách tiền tệ ôn hòa dựa trên mục tiêu lạm phát trung bình vừa đưa ra trong cuộc họp gần đây. Tại cuộc hội nghị trực tuyến chuyên đề thường niên của Johnson Hall, ông Powell cho biết Fed quyết định thay đổi cách tiếp cận, tìm cách đạt mục tiêu lạm phát trung bình 2% theo thời gian. Điều đó có nghĩa cơ quan tạo lập chính sách tiền tệ của Mỹ chấp nhận có giai đoạn lạm phát tăng cao hơn mức này, miễn sao bình quân của một giai đoạn vẫn là 2%. Tiếp theo thì Phương Thảo xin điểm qua những thông tin kinh tế về giá vàng. Biến động mạnh khi mà Mỹ thay đổi chính sách. Đêm ngày 15 tháng 9, giá vàng thế giới giao ngay ở ngưỡng 1955 USD trên ounce, vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York là 1971 USD trên ounce. Giá vàng thế giới đêm ngày 15 tháng 9 cao hơn khoảng 28,25%, tương đương với 434 USD trên ounce so với đầu phiên năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng trên lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,3 triệu đồng trên lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 15 tháng 9. Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh, tăng vọt khi giảm nhanh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thay đổi chính sách tiền tệ chính thức từ Mỹ sau tuyên bố mang định hướng gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vàng tăng nhanh đầu phiên do đồng USD sụt giảm giữa lúc mà giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ lặp lại thị trường chính sách tiền tệ một cách ôn hòa dựa trên mục tiêu lạm phát trung bình vừa đưa ra trong cuộc họp gần đây. Ngày hôm 27 tháng 8 thì ông Powell cho biết ông đã được cái gật đầu từ tất cả 17 cơ quan chức năng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ để gạt bỏ thông lệ duy trì trong 30 năm qua về chính sách kiềm chế lạm phát. Đồng USD giảm khá mạnh vào đầu phiên do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc lên giá theo một định hướng mới của chính sách chính quyền Bắc Kinh và nhiều số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang hồi phục nhanh hơn cả các nền kinh tế khác trên thị trường thế giới sau cú giảm mạnh vì đại dịch COVID-19. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 8 của Trung Quốc tăng 5,6% so với cùng kỳ và tăng 1% so với tháng 7. Những bước tiến trong việc thử nghiệm vaccine COVID-19 cũng khiến cho giá vàng đi xuống. Vàng quay đầu giảm vào giữa phiên trên thị trường New York khi mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu suy yếu khi các tổ chức, các nước sản xuất dầu mỏ OPEC nhận định nhu cầu dầu mỏ trên thế giới giảm sâu trong năm nay so với dự báo trước đó do đại dịch COVID-19. Tiếp theo, Thảo xin điểm qua những chiến lược mà BT Group có đưa ra trong ngày hôm nay. Đầu tiên là đồng GBP USD, sóng điều chỉnh tăng vẫn tiếp tục. Chúng ta vẫn tiếp tục tạo các đáy sâu hơn, cao hơn, đáy sau cao hơn đáy trước tạo trên tích lũy. BT Group khuyến nghị buy ở 1.2875, SL tại 1.2830, TP trong khoảng 1.2950 đến 1.3011. Euro USD, dấu hiệu phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng. BT Group khuyến nghị sell giá hiện tại là 1.1836, SL 1.1875,
TP trong khoảng 1.1810 đến 1.1782. Cuối cùng là USD Japan Yen, giá pha vỡ xu hướng trend giảm, xuất hiện lực tiếp tục giảm mạnh, VT Group khuyến nghị sell và canh giá điều chỉnh về vùng phá vỡ là 105.5, SL 105.8, TP 104.83. Ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều tin tức quan trọng trong tuần. Đầu tiên Mỹ thì chúng ta có tin của đồng USD về doanh số bán lẻ, sau đó là sẽ là tin của FOMC diễn ra vào lúc 1 giờ đêm. Tin tức này ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường và sẽ có những cái báo giá rất là lớn so đối với thị trường. VT Group khuyến nghị các nhà đầu tư không nên để lệnh qua đêm để tránh nguy hiểm cho tài khoản của mình. Cuối cùng, thay mặt cho VT Group, Phương Thảo xin kính chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch đại thắng lợi.